Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin 100 độ của truyền hình Bình Phước. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 17 tháng 12, công an phường Tân Bình phối hợp công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm một nữ giúp việc liên quan đến vụ trộm heo đất bên trong có số tiền gần 200 triệu đồng rồi biến mất. Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 16 tháng 12, anh Lý Thế Phí, 32 tuổi, ngụ khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, đi làm về thì không thấy người giúp việc là bà DNT đâu. Khi kiểm tra phòng ngủ thì anh phát hiện mất con heo đất có gần 200 triệu đồng do hai vợ chồng tích cóp cả năm qua. Kiểm tra camera, anh Phí phát hiện khoảng 11 giờ 10 phút trưa cùng ngày, người giúp việc mở cửa sau của gia đình và cầm theo một bịch đen ra ngoài. Bên trong được nhận định là con heo đất có giá trị gần 200 triệu đồng, bỏ trốn. Được gia đình thuê phụ giúp việc và ăn ở tại nhà đã gần một năm nay. Gia đình cũng đưa cho một chiếc xe đạp điện để đi lại. Nhưng không ngờ, người này đã biến mất cùng chiếc xe đạp điện và gần 200 triệu. Sau khi nhận được tin trình báo, công an thành phố Đồng Xoài phối hợp công an phường Tân Bình đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc. Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, chiều ngày 16 tháng 12, trên đường DT741 đoạn qua khu phố Bình Giang 2, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương rất nặng. Điều đáng nói là vụ tai nạn xảy ra khi một người đàn ông đi xe máy đã cố tình lách qua hai chiếc xe ô tô đi cùng chiều, dẫn tới hậu quả rất đáng tiếc. Theo thông tin ban đầu, một người đàn ông đi xe máy biển số 93K117864 hướng từ phường Sơn Giang đến phường Long Phước do cố tình vượt qua khe giữa xe ô tô bệ chỗ và xe tải lưu thông cùng chiều. Người đàn ông này không làm chủ được tay lái nên đã xảy ra tai nạn. Vụ việc một lần nữa là lời cảnh báo đối với những trường hợp không chấp hành pháp luật giao thông có thể dẫn tới hậu quả như thế nào. Chiều nay ngày 17 tháng 12, trung tâm xử lý bom mìn binh đoàn 16 đã xử lý và di dời một quả bom MK82 nặng hơn 150 kg được phát hiện tại công trình tại xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Trước đó, trưa hôm qua ngày 16 tháng 12, một công nhân lái máy xúc tại công trình xây dựng nạo vét suối tại ấp 4 xã Tân Thành, thành phố Đông Xoài. Trong quá trình đào suối, đã phát hiện một vật cứng dưới lòng suối. Do tưởng chỉ là bô xe ô tô bình thường, nên người này đã nhấc lên khỏi mặt đất. Lúc này, người lái máy xúc mới tá hỏa, phát hiện đó là một quả bom dài hơn 1,5 mét. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng. Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm xử lý bom mình binh đoàn 16 đã cử lực lượng tới hiện trường xử lý. Qua xác minh, quả bom được xác định là bom MK-82 Snake Eye, dài khoảng 1,5m và nặng trên 150kg. Sau khi kiểm tra, tháo ngòi nổ phụ. Chiều nay 17 tháng 12, lực lượng chức năng đã di chuyển trái bom khỏi công trường về đơn vị để xử lý theo quy định.